Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 19 của bộ truyện Huyền giới chi Môn. Tập này được mang tên là Lưỡng bại câu thương Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì um, Thành Mục đánh nhau với cái tên um, Bên phía man tộc uh, Cái tên cường giả mà áo đen á Thì um, bị đánh mới xương cốt gãy đoạn luôn nhưng mà cũng may cô gái thiên âm xá nữ xuất hiện kịp thời đánh bại cái tên không phải đánh đuổi cái tên mang tộc kia đi sau đó thì cô ta mới dùng một đoạn thời gian để cứu chữa lại thạch mục thì nhờ vậy mà thạch mục có thể lành lặn xương cốt lại uh, nhanh chóng thì sau đó hắn mới gia nhập vào một cái sau khi chia tay cô gái thiên âm xá nữ thì thạch mục mới gia nhập vào một cái đội quân khác của phía mạnh nhân tộc thì thời gian trôi qua thì mấy tháng thì hắn sau khi làm xong nhiệm vụ thì gặp một cái đám nhân tộc đang đánh nhau với man tộc thì hắn ở trong rừng á hắn ở trong bóng tối mà sử dụng cung tên để trợ giúp nhân tộc vì vậy mà nhân tộc trở bại thành thắng sau đó thì cái đám um, cái người đầu lĩnh của cái đám nhân tộc này đi về phía của thạch mục để cảm ơn tiếng. nhưng mà khi gã nhìn thấy gương mặt của thạch mục thì kinh hãi thét lên tên của thạch mục thì có lẽ là người quen đó diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người thì khi tướng lãnh nhân tộc thấy sắc mặt của thạch mục thì gã thét lên tên của thạch mục nhưng mà nhìn thạch mục có vẻ nghi hoặc trong mắt của gã lại hiện lên thi giật mình thì gã mới vội vàng kéo cái giáp mặt nạ xuống một khuôn mặt quen thuộc hiện ra Dương thiên hậu thạch mục nhìn thiếu niên có gương mặt trắng trẻo trước mắt này trong mắt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn ngươi ngươi vậy mà đã thành đệ tử Hắc ma môn rồi sao Vương Thiên Hậu liếc thấy ký hiệu hình hỏa diễm đỏ rực trên ống tay áo của Thạch Mục, có chút khó có thể tin nổi mà hỏi. Hắc Ma Môn là đại tông môn của Viêm Quốc, tông này nổi tiếng ngang với ba đại tông môn của Đại Tề, khai nguyên võ viện là xa không thể sánh bằng. Thạch Mục cười hăng hắc, không có trực tiếp trả lời. Việc hắn gia nhập Hắc Ma Môn có chút khúc chiếc ly kỳ, không thể chỉ dùng hai ba câu mà nói rõ được. Cộng với nơi này nhiều người nhiều miệng, hắn cũng không muốn nói sâu. <laughs> không ngờ tiểu tử ngươi lại chạy tới Diêm Quốc đó Ngô gia và kim gia gì tìm ngươi Nhưng lại treo thưởng đến 50 dạng lượng bạc trắng đó nha Nếu bọn họ mà biết ngươi đã gia nhập tông môn Cả đám chỉ sợ là ăn không ngon ngủ không yên rồi Vương Thiên Hào cũng không có hỏi tới cùng Chuyển đề tài cười lên ha hả Thân sắc thạch một khẽ động Đúng là hắn vẫn không biết chuyện này Chẳng qua kim gia cùng ngô gia làm như vậy Cũng không có gì ngoài ý muốn Chuyện của ta có chút không tốt để nói đâu Nhưng mà Dương Huynh nào ngược lại là ngươi sao lại thành quan tướng của đại tề vậy thành mục chỉ chỉ cái áo giáp trên thân của vương thiên hào hỏi ngược lại <laughs> không bao lâu sau khi ngươi rời khỏi phong thành á ta liền gia nhập khai nguyên võ diện lần này mang tộc đại xâm lấn võ diện liền phái đám đệ tử mới chúng ta gia nhập vào trong quân đại tề với tư cách là thí luyện người nếu đã xuất hiện ở đây rồi chắc cũng là phụng mệnh lệnh của tông môn mà đi rồi vương thiên hào thản nhiên nói ra ừ cái này thì đúng thạch mục nhẹ gật đầu thạch mục nè năm đó người bị kiểm tra là phế mạch thạch hầu nhưng mà cũng nhân hỏa đắc phúc giờ đã gia nhập tông môn rồi phải biết là hát ma môn với tư cách là một trong bảy trong của ba nước bên trong môn hẳn có vô số kỳ công bí kỷ tu gì của người bây giờ cũng đạt đến hậu thiên sơ kỳ rồi hả hai mắt vương thiên hào tỏa sáng chăm chăm nhìn thạch mục mà hỏi hậu thiên sơ kỳ sao thạch mục sờ sờ cái mũi bộ dạng một bộ từ chối cho ý kiến không bằng bây giờ chúng ta tỉ thí một phen đi Trước giờ ta vẫn muốn tìm đệ tử Đại Tông Môn luận bàn một chút xem thế nào Nhưng mà vẫn không có cơ hội này đó Thương bạc trong tay Vương Thiên Hào khẽ xoay một cái Mặt gã tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Thạch Mục Thạch Mục nghe như vậy thì ngẩn người Thông qua cuộc đấu trước đó Hắn đã nhìn ra thực lực của Vương Thiên Hào tuy không tệ Nhưng vẫn còn chưa thể sánh cùng mình Chẳng qua chỉ là luận bàn mà thôi Dù luận thắng thua như thế nào Ta sẽ đều đưa cho ngươi 10 dạng lượng bạc Như thế nào Vương Thiên Hạo thấy Thạch Mục không nói gì thì cho là hắn không muốn ứng chiến, liền vội vàng nói như vậy. Nếu như Dương Huynh thua thì phải tăng thêm hai khối sơ cấp linh thạch, được như vậy thì ta mới đồng ý. Thạch Mục mở to mắt nhìn Vương Thiên Hạo cười cười nói. Tốt, một lời đã định. Vương Thiên Hạo nghe như vậy thì cảm thấy vui mừng, đáp ứng ngay. Thạch Mục gật gù, tiện tay đặt tử cương cung sang một bên, sau đó hướng về phía vương thiên hào âm quyền thi lễ, rồi lập thế thủ mà đón chờ. Mấy binh sĩ đang thu thập chiến trường ở chung quanh thấy tình hình như vậy, liền nhau nhau dừng tay, từng nhóm từng tớp kéo đến, kết thành một cái vòng lớn hơn 10 trượng vây quanh hai người. Những người này sau khi được thành một âm thầm tương trợ, từ chỗ chết tìm được đường sống, phần lớn đều âm lùng cảm kích. Lúc này thấy đội trưởng của mình không chỉ quen biết đối phương, mà còn muốn cùng thi đấu một phen thì sôi nổi hô hào cổ vũ đối với những người tập võ tổng quân như bọn họ được quan sát cao thủ quyết đấu thì vô cùng khoái chí cơ hội như vậy khó mà có được vương thiên hào sớm đã không nhịn được cười lớn một tiếng ngân thương trong tay đã vung lên nửa đoạn đầu của ngân thương lấp lóe trở nên mơ hồ nhìn không rõ phốc 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 mấy tiếng mười hai hỏa diễm đỏ sậm bỗng nhiên hiện ra trước người vương thiên hào trong hai năm nay gã đã sớm đem nửa phần sau của liêu hỏa thương pháp luyện đến đại thành cảnh giới không chỉ ẩn chứa uy lực hỏa diễm vượt xa ngày trước mà còn có thể lập tức phóng ra 12 ngọn lửa liên kích vương thiên hạo nắm chặt thương ở trong tay đột ngột múa lên thành vùng mũi thương lập tức vẽ nên thành cái vòng tròn màu bạc 12 đóa hỏa diễm cơ hồ như bị một lực lượng thần bí nào đó dẫn động liền quay thích một vòng trên cao rồi bay vào bên trong vòng tròn anh một tiếng vòng tròn màu bạc nhanh chóng được liệt diễm bao phủ vương thiên hào đột nhiên đâm ra một thương một đầu hỏa long liền theo vòng tròn bạc kia thoát ra phóng thẳng đến trước ngực của thạch mục thường còn chưa đến mà khí lãng cực nóng đã áp đến khiến cho mọi người có cảm thấy tức ngực ngập thở thạch mục nghiêm sắc mặt tay phải khẽ động nắm đấm có ánh quang ống ánh bao phủ hóa thành một cái mảnh quyền ảnh ầm ầm đánh ra tiếng rầm rầm vang lên liên tiếp mấy tiếng bạo liệt cứ như vậy đem cự thạch ném mạnh vào đống lửa lập tức tia lửa bắn ra bốn phía trông rực rỡ sáng lạng vô cùng toái thạch quyền của thạch mục tựa hồ mạnh hơn một chút hào quang của hỏa lông càng lúc càng mờ nhạt dần có thể thấy thấp thoáng mũi thương màu bạc ở bên trong đột nhiên từ hai cánh tay thạch mục vang lên một hồi rơm rớp tiếng các khớp xương bạo hưởng cánh tay đột nhiên to lên một vòng cơ bắp như gân rồng cuồn cuộn chuyển động trông cứ như là một manh nhân hắn quát vang một tiếng nắm đấm ống ánh như bạch ngọc mạnh mẽ nện thẳng lên đầu hỏa lông tiếng nổ chát chuối như kim loại va vào nhau ánh lửa tiêu tán đi Lội ra mũi thương màu bạc vương thiên hào bị chấn lực từ thân thương truyền đến khiến cả người chấn động không kiềm chế được phải lùi lại ba bốn bước mới dừng lại được trong mắt của gã lóe lên vẻ kinh hoảng còn thạch mục thì vẫn đứng tại chỗ nhìn vô sự thu quyền lại vương thiên hào trụ vững lại thân hình sắc mặt ngưng trọng nhìn thẳng thạch mục hai tay chuyển động lập tức thành một cái tư thế cầm thương kỳ lạ Thạch một lúc này mới để ý, ở phần đuôi của cây thương bạc của Vương Thiên Hào có một cái nhóm phụ văn màu đỏ. Cây thương này là một món pháp khí. Hát Diêm Môn quả nhiên là danh bất hư truyền mà. Thạch Huynh à, chỉ cần ngươi có thể phá được chiêu lông vĩ thương này của ta, thì ta sẽ lập tức nhận thua ngay. Vương Thiên Hào nói giọng đầy tự tin. Lông vĩ thương là võ kỹ đặc thù mà Vương Thiên Hào đã lựa chọn tu luyện. Sau khi gia nhập huyết mạch điện của khai nguyên võ viện, võ kỹ này có thể tăng cường uy lực huyết mạch, và cũng chỉ có người có huyết mạch tương xứng thì mới có thể tu tập được. Vừa dứt lời, trường thương trong tay của Vương Thiên Hào dậy lửa phừng phừng. Giữa ngọn lửa, cây thương dường như vặn vẹo uốn lượn như một con cự mãn còn sống. Độ nóng của khí lãng còn cao hơn rất nhiều so với vừa rồi. Vương Thiên Hào rê cái mũi thương trên mặt đất, xong tới vài bước thì vặn vẹo phát lực. Mũi thương từ mặt đất đột nhiên bật lên, hơn 10 đầu hỏa mãn bay ra tán loạn, đồng thời hướng thẳng đến thạch mục mà lao tới tốc độ nhanh đến cực điểm. Thạch Mục vẫn điềm nhiên, tay phải với ra sau lưng, một đạo hắc quang lăng không lóe lên, thân đau rung lên hiện thành 13 đạo hắc quang dữ dội, nhằm bảy hỏa mãn chém xuống. Tiếng oanh oanh vang lên liên tiếp, 13 đạo đau quang hoàn toàn chẳng đứng bị hỏa mãn công kích tới, nhưng mà đồng thời đau quang cũng tan biến đi. Vương Thiên Hào thấy như vậy thì cả mừng, thân hình xoay tròn tại chỗ, rút thương về, đuôi thường vụt hóa thành một cái đuôi rắn đẫm lửa mãnh liệt quốc ra hỏa lồng bãi dĩ vương thiên hào quát to một tiếng ánh mắt của thạch mục lóe lên vẻ kinh ngạc hắn dùng dập vận chuyển pháp lực phù trận bên trên vẫn thiết khắc đau lập tức phóng xuất ra hồng quang rực rỡ ánh lửa hừng hực bừng bừng cả thành đau như được kết hóa từ ngọn lửa chớp nhoáng chém thẳng xuống đuôi rắn âm một tiếng nổ thật lớn đuôi rắn bộc phát ra thành một cái đám lửa lực lượng cường hoành đột ngột xung chấn lên hai tay vương thiên hào khiến cho cây ngân sắc trường thương lập tức bị đánh bay ra ngoài cắm trên mặt đất cách đó mấy trượng vương thiên hào nghe ngốc nhìn vẻ thản nhiên của thạch mục môi lắp bắp không nói nên lời đa phần các binh sĩ đang đứng xem xung quanh cũng lộ ra vẻ khiếp hãi khôn cùng là binh sĩ lúc nào cũng mắt mé bên lằn ranh sinh tử nên lòng kính sợ và sung bái cường giả còn cao hơn rất nhiều so với thường nhân lúc này trong đám người đó một binh sĩ tiến lên cung kính dâng lên gần 20 mũi tên tinh cương, chính là những mũi tên mà Thạch Mục đã bắn ra lúc trước. Thạch Mục cũng không khách khí, trực tiếp thu lấy bỏ vào trong túi đựng tên, sau đó lại nhặt tử cương cung trên mặt đất lên, xoay người sải bước đi xa. Dương Huynh, tiền đến cuộc cứ đưa thẳng cho đại hình cứ điểm ở gần đây là được rồi, ta sẽ đến lấy sau. Thạch Mục còn có nhiệm vụ bên mình, không tiện lưu lại lâu hơn. Xa xa thanh âm thạch mục truyền đến Dương mẫu tự nhiên sẽ giữ lời Vương Thiên Hạo nhìn theo bóng dáng thạch mục thở dài rồi lớn tiếng trả lời. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua. Lúc trước đón đỡ hai kích của Tông Uyên, một cường giả thiên thiên man tộc, vì sao lại dùng vững thiết khác đau chém dứt vô số dũng sĩ đồ đẳng cấp hộ thiên? Thạch Mục cũng dần nổi danh nơi biên cảnh, được nhân sĩ các nơi gọi là hỏa đau. Chuyện này còn truyền đến tay của không ít dũng sĩ đồ đằng bên phía man tộc. Vào một ngày nửa năm sau, nơi biên cảnh Nhuế Châu, trong một sơn cốc với địa hình hiểm ác âm thanh binh khí va chạm không ngừng truyền tới đôi lúc bất chợt xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết trên một bãi đất trống bên trong sơn cốc tám chín gã dũng sĩ độ đằng cao lớn đang chiến đấu kịch liệt với năm gã đệ tử tôn môn bên phía nhân tộc thạch mục thình linh cũng có mặt ở trong đó ngổn ngang trên nền đất xung quanh là hơn 20 thi thể trong đó phần lớn là thanh niên nhân tộc đa số những thi thể này không được trọn vẹn đầy đủ hoặc nhìn như là đã bị giả thú xé nát chân cục tay đứt nội tạng vương vãi đầy đất khiến cho toàn bộ sơn cốc ngập trong mùi máu tanh tưởi người thấy là muốn nôn ngoẹ thạch mục cùng hơn 10 người trên đường trở về sau khi hoàn thành tập kích cứ điểm man tộc đã gặp phải mai phục mới đầu chỉ có 7 tên dũng sĩ đồ đằng xuất hiện cản đường bọn họ bên phía nhân tộc ỷ vào người đông thế mạnh lại thêm phần lớn đều là người trẻ khí thịnh tự nhiên không dễ chấp nhận việc bỏ chạy nào ngờ vừa mới giao thủ không lâu sơn cốc trước sau liên tiếp nhiều thêm 10 gã man nhân khiến cho cục diện nghịch chuyển, dân tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Khi người cầm đầu là Hạ Hồ Huyền, đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông ý thức được tình huống không ổn, bọn họ đã mất đi thời cơ thoát thân tốt nhất rồi. Lực lượng nhân tộc không bằng đối phương, lại thêm vừa mới chấp hành nhiệm vụ, thể lực không đủ, khiến cho thế trận lập tức nghiêng về một bên. Mặc dù mọi người liều chết hỗ trợ, chém giết vài tên dũng sĩ đồ đằng, nhưng bọn họ cũng phải bỏ ra cái giá rất đắt. Lúc này những người còn sống đều mang thương tích trên người, thạch mục cũng không ngoại lệ mặt của hắn đầy máu phần lưng hiện rõ vết thương dài chừng hai thước khiến cho kim ti giáp bên trong cũng bị xé rách máu thịt vương vãi tinh huyết thấm ướt y phục dưới xương sườn cùng trên đùi còn có vài vết cào dài cả gang tay nếu không phải thạch mục kịp thời thúc giục cái tấm hồi xuân phù mà khai nhi tặng cho khiến cho miệng vết thương ngừng đổ máu thì giờ phút này chỉ sợ chống đỡ không nổi rồi bởi lẽ trong số 9 tên dũng sĩ đồ đằng còn lại đã có bốn kẻ hợp lực bay công hắn dưới tình huống nguy cấp, Thạch Mục quyết đoán sử dụng một tấm kim giáp phù, bất chấp thương thế xử ra thủ đoạn lôi đình, chém chết được hai đối thủ có tu vi hơi yếu, cộng thêm hạ hồ huyền một hơi chém giết mấy người nữa, mới khiến cục diện dần dần ổn định, nhưng mà thân phận hỏa đao của Thạch Mục cũng vì vậy mà lộ ra, trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của đối phương. Hiện tại Thạch Mục thoạt nhìn trấn định tự nhiên, hát đau trong tay vận chuyển như gió, ngăn cản bốn gã dũng sĩ đồ đằng vây công chung quanh. Nhưng mà trong lòng hắn sớm đã không ngừng tính toán, Giờ phút này thì bên phía nhân tộc, ngoại trừ hạ hù huyền một thân đảm máu, còn có thể miễn cưỡng ứng phó hai gã dũng sĩ đồ đằng, thì còn lại ba gã đệ tử tông môn đã gần như kiệt lực. Một người trong đó đã sớm mất đi cánh tay, hiển nhiên chỉ đang dựa vào chút hy vọng cuối cùng để chèo chống một cách miễn cưỡng. Bốn kẻ vây công thạch mục bởi việc kiên kỵ hát đau trong tay hắn, mặt khác nhận ra những nhóm khác đang chiếm thượng phong, nên cũng không vội tiến công mà chỉ thi triển chiến thuật câu kéo thời gian. Thạch Mục hiểu rõ, dưới sự công kích điên cuồng của đối phương, ba gã đệ tử tông môn chỉ sợ không chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Đến lúc đó, hắn và Hạ Hù Huyền sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong lúc né trái tránh phải, khi đảo mắt nhìn qua cốc khẩu phía xa, hắn liền âm thầm rùng mình. Dựa vào thị lực hơn người, Thạch Mục thình linh thấy rõ tại cốc khẩu cách đó mấy trăm trượng, mơ hồ của hơn 10 chấm đen đang không ngừng biến lớn, hiển nhiên là đang nhanh chóng tiến đến nơi này. Trong mắt của hắn lóe hiện kim quang, thì liền nhìn rõ những người đang đến kia đều là dũng sĩ đồ đằng của man tộc. Nhưng vào lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết hầu như đồng thời vang lên. Thì ra trường kích trong tay của hạ hù huyền đã xuyên thủng cổ họng của một gã dũng sĩ vây công, khiến đối phương tắt thở tại chỗ. Nhưng bản thân vị đệ tử thiên âm tông này cũng bị búa đá của một man nhân bổ trúng phần lưng, miệng vết thương sâu đến tận xương, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Lúc này tên đệ tử nhân tộc chỉ còn một tay Cũng bị lưỡi búa của dũng sĩ đồ đằng phạt ngang nửa người Nội tạng hòa lẫn máu tươi chảy xuống nền đất Mất mạng đương trường Nhưng một kích trước khi chết cũng khiến đối phương trả giá bằng một con mắt Mạnh nhân độc nhãn mặc kệ khuôn mặt đầm địa máu tươi Vừa cao cái búa đá gào thét xông thẳng về phía hạ hù huyền Dưới tình huống bị thương lại phải tiếp tục lấy một địch hai Gã liền lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi Thành một âm thầm tính toán Nhìn qua cốc khẩu lần nữa rút cuộc hạ quyết tâm lấy ra cái tấm kim giáp phù còn lại trên người nắm chặt trong tay tiếp đó hắn khẽ nhón thân hình tránh thoát loan đao bổ ngang của manh nhân cao lớn trước mặt dựa thế tiến vào chỗ trống do một gã người manh đầu trọc để lộ manh nhân đầu trọc thấy như vậy đôi mắt lập tức đại phóng ra hung quang tay phải sắc bén như vuốt gấu khẽ động mang theo gió lốc mãnh liệt bổ tới vai của thạch mục hai gã manh nhân tướng mạo giống nhau như đúc ở phía sau thấy như vậy cũng nhau nhau vũ động sông đau như tay của bọ ngựa mang theo đau khí rét lạnh một trái một phải phong kính toàn bộ đường lui của thạch mục chỉ thấy tay trái thạch mục lóe hiện kim quang hắn vũ mạnh lên người một cái một tầng kim quang hơi mỏng lập tức bao phủ toàn thân tiếp đó thạch mục đột nhiên quay người đánh tới hai gã man tộc sinh đôi vẫn thiết khắc đau trong tay tỏa ra hồng quang rực rỡ mười ba đạo đau ảnh bay đi không quan tâm gì khác mà công kích thẳng đến hướng mạnh hán độ trục ngay lúc hai bên tiếp xúc với nhau thạch mục hét lớn một tiếng điên cuồng vận chuyển chân khí trút vào vẫn thiết hắc đau. 13 ánh đau đỏ như lửa đột nhiên hợp lại thành một trường đau rực lửa dài hơn một trường chém thẳng xuống đầu một gã manh nhân bên trái như là tia chớp. <laughs> tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi. Tên manh nhân sinh đôi kia hoảng sợ, lập tức đưa hai cánh tay đang cầm đau lên che trước người. Rác một tiếng, sông đau trực tiếp bị chém gãy, Thí đau không dừng lại mà bổ thẳng xuống thủ cấp của gã bay ra ngoài thi thể bị mất độ vẫn đứng sừng sững tại chỗ máu tươi từ cái cổ trống không phun ra như là suối toàn bộ quá trình diễn ra chớp nhoáng liền một mạch không hề có một chút ngập ngừng cùng lúc này hai ánh đao và một trảo hình tay gấu cũng đồng thời đánh lên trên người hắn phành phành mấy tiếng trầm đục bên ngoài thân thể thạch mục lóe lên kim quang sau đó nhanh chóng ảm đạm đi tên manh nhân kia thấy huynh đệ song sinh của mình chết thì lập tức trở nên điên cuồng hai trọng mắt đỏ rực liều lĩnh tấn công thạch mục mà không để ý tới tay trái của thạch mục đang bấm một loại pháp quý kỳ quái. Xoẹt một tiếng xé gió sắc nhọn, một khối không khí màu trắng từ trong miệng thạch mục bắn ra. Tên man tộc kia ở quá gần nên tránh không kịp, lồng ngực bị đánh trúng. Ngực tên man nhân xuất hiện một cái lỗ máu to như cái cối xây gió, không kịp kêu lên tiếng nào thi thể đổ xuống đất. Ngay sau đó vẫn thiết khắc đau trên tay phải xoay chuyển, mấy đạo đầu ảnh màu đen lập tức chặn đứng thế công của tên man nhân đầu trọc tay trái cũng không ngừng nghĩ mà đánh ra tối thạch quyền đối kích với thế đao của tên man nhân to lớn bên cạnh rất nhanh thạch mục và hai tên man tộc kia đều tách ra lùi lại phía sau vài trưởng mới ổn định lại thân hình sắc mặt thạch mục lại trắng bệch ra vài phần bất kể là thể lực hay là pháp lực đều sắp cạn kiệt nhưng vẫn thiết khắc đau trong tay vẫn chắn ngang trước người mặt đau lượn lờ màu đỏ như muốn phát động tấn công tên man nhân cao lớn và tên đầu trục đều lộ ra vẻ sợ hãi trong ánh mắt hai người nhìn nhau rồi lui lại vài bước cho đến khi cách thạch mục hơn 10 trượng mới dừng lại đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp thành một giật mình trong lòng hai gã đệ tử tông môn đã ngã xuống trong vũng máu may là khi hai người chết thì đều liều mạng phản kích lại hai gã dũng sĩ đồ đằng làm một tên chết một tên bị thương tên dũng sĩ đồ đằng bị thương kia không hề để ý đến thương thế trước ngực mà lao thẳng tới về công hạ hồ huyền hình thành thế ba mặt giáp công tình cảnh hạ hồ huyền trở nên nguy cấp vô cùng ngay lúc này thạch mục nhảy lên một bước vẫn thiết hắc đau trong tay chém 13 ba đạo đau ảnh về phía tên dũng sĩ đồ đằng bị thương vừa chạy đến vây công hạ hồ huyền tên manh nhân cao lớn và tên đầu tộc thấy như vậy hét lên một tiếng rồi vội vàng đuổi theo hạ hồ huyền thấy ba gã man tộc lao tới vây công ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng trường kích trong tay nổi lên hắc quang hai tay huy động kích giữ không trung vẽ lên vài đạo hồ quang quỷ dị nháy mắt đã đâm tới cổ họng một tên manh nhân chột mắt hoàn toàn không để ý tới hai tên manh tộc đang đánh về phía mình hiển nhiên là ôm hy vọng lưỡng bại câu thương tên dũng sĩ đồ đằng kêu lên thảm thiết hai luồng đau ảnh xẹt qua người gã máu tươi bắn ra cả người bị cắt ra làm ba khúc lại tiếng hét thảm truyền đến bảo kích trong tay hạ hồ huyền đâm xuyên qua cổ họng tên manh nhân độc nhãn đồng thời gã cũng bị tên manh nhân còn lại dùng búa đá chém thành hai đoạn máu tươi nội tạng trong bụng rơi vãi đầy đất <laughs> Đột nhiên đại nhân đang dẫn theo viện binh tới đây rồi Hôm nay là ngày chết của ngươi rồi hỏa đâu Tên manh nhân đầu trọc vừa bị kinh sợ Nhưng mà khi nhìn thấy hơn 10 bóng người Đang vọt tới phía sau lưng thạch mục Thì lập tức vui mừng cười lên Hai tên manh nhân còn lại cũng phấn chấn tinh thần Cùng với tên đầu trọc kia Chia làm ba hướng khóa kính các hướng Không cho thạch mục chạy thoát Phía trước bị ngăn cản Đằng sau thì có truy binh Tình huống nguy hiểm vô cùng sắc mặt thạch mục trầm xuống lấy hết mấy tấm phụ lục công kích trên người ra đồng thời kích phát ra hết vù vù vài tiếng tiếng xé gió vang lên câu lửa rắn lửa đất đá thủy kiếm toàn bộ bắn về phía tên đầu trọc kia cùng lúc đó ngón trỏ tay trái khẽ động hai đầu ánh sáng trắng sau lưng vọt lên phát ra tiếng kêu kỳ quái trong không khí hướng về hai tên dũng sĩ độ đằng hai bên mà lao tới đúng là hai thanh nguyệt quan hải đảm mới luyện tên dũng sĩ độ đằng bên trái cầm búa đá cười lạnh một tiếng khẽ huy động búa trong tay một làn sóng trắng bay tới nghênh đón tia sáng trắng kia tên man tộc bên phải cũng vung loan đau trong tay lên đau ảnh trùng điệp làm người xem khó phân biệt được thực giả cũng vung lên chặn lại bóng trắng kia hai thanh loan đau chưa chạm đến mục tiêu thì phù văn trên đau cũng lóe sáng lên một tầng hào quang bộ tím bao phủ toàn bộ loan đau hai gã man tộc cảm giác được sự dị thường nhưng mà chưa kịp hành động gì đã bị hai đoạn đau đỏ như mặt trời bay tới Tử sắc hùng quang chói mắt đồng thời kẹp lấy tên dũng sĩ đồ đằng ở giữa. Một tiếng nổ mạnh vang lên, ba tên man tộc biến mất không còn bóng dáng. Chỗ mà ba người đứng xuất hiện hai cái hố to mấy trượng. Thạch mục đắc thủ sông, không dám chần chừ trừ, vội vàng dán một cái tấm phụ lục lên người, toàn thân nhẹ nhàng như gió lướt về phía trước chạy như bay. Cùng một thời gian, tại núi Thiên Thanh, cách Thanh Châu nước Đại Tề chừng hơn ngàn dặm thấy núi kỳ đấu cao vút trong mây bên trên đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng người ra vào thoạt nhìn vô cùng bận rộn nơi này chính là tổng bộ liên minh thất tông của ba nước tại nơi sâu nhất một tòa cung điện nguy nga hùng trì thoạt nhìn vô cùng khác biệt với những công trình xung quanh tạo nên cảm giác hạt giữa bầy gà đại điện tựa lưng vào sườn núi chung quanh cũng không có đệ tử trông coi trong điện mơ hồ truyền ra âm thanh đàm thoại giống như đang tranh chấp kịch liệt gì đó. Đại điện truyền ra tiếng ly vỡ, nhưng vào lúc này, cửa sau đại điện lặng lẽ mở ra một khe hở, miễn cưỡng đủ cho một người lách qua. Tiếp đó hai thân ảnh xinh đẹp lóe lên, không quay đầu lại, bước nhanh về hướng rừng trúc gần sát sườn đồi. Một người vẫn y phục màu trắng, mang vẻ đẹp tinh khôi không giống phạm nhân, chính là thiên âm xá nữ. Cô gái còn lại mang phục sức màu vàng, dung mạo tuy có chút kém hơn nhưng lại được dáng người phong tình vạn chủng, mỗi cử động đều tạo nên cảm giác vũ mỹ xinh đẹp, chính là kim tiểu thoa của Hắc Ma Mung. Mấy lão già này mỗi lần thảo luận đều nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cả buổi cũng không ra được kết quả gì, nói trắng ra không phải đang tính toán được mất mà là chẳng có tí sức lực nào. Kim tiểu thoa nhếch miệng cầu nhau. Ngươi cũng đừng yêu cầu nhiều như vậy, nếu không có man tộc xâm lăng mãnh liệt như lần này, bảy đại tông môn dễ gì có cơ hội đấu gió mầm như vậy chứ. Thiên âm xá nữ tựa tiếu phi tiếu chen ngang bổ dáng lộ ra vài phần đùa cực <laughs> Nói không sai Nói tới còn phải cảm tạ đám anh nhân kia Hôm nay tỉ mụi chúng ta Mới có thể gặp nhau thường xuyên như vậy Kim Tiểu Thoa quay đầu Nhìn về phía thiên âm xá nữ vẻ mặt vô cùng ngây thơ Người cũng không còn nhỏ nữa Sao lại nói năng không biết suy nghĩ như vậy chứ mang tộc xâm lớn cũng không phải là việc nhỏ đâu Hơi không cẩn thận liền có thể khiến cơ nghiệp mấy trăm năm Bảy phái chúng ta bị hủy hoại trong chốc lát đó Thiên âm xá nữ nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần giáo huấn. Chẳng qua chỉ là một đám mọi rợ mà thôi, nào có nghiêm trọng như người nói chứ. Kim Tiểu Thoa biểu môi, tỏ vẻ không đồng ý. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã tiến vào rừng trúc. Gió nhẹ vườn quanh, trúc xanh chập chờn Cảnh vật thanh u, điềm nhiên càng tôn lên vẻ đẹp vô sông của hai cô gái này. Tay về nhận được tin tức, thi thể của hàng uyên kiếm đã được phát hiện tại núi Nhạc Dương ở Phục Châu, là người hạ thủ sao? Kim Tiểu Thoa chợt hỏi Kẻ này giáo hoạt, gian trá cực kỳ Cũng không biết dân nhi năm đó Như thế nào lại bị mấy lời đường mật của hắn lừa gạt Những năm nay hắn vẫn luôn mai danh ẩn tích ở Phục Châu May mắn lần này manh tộc xâm lấn Lại khiến hắn rời khỏi nơi ẩn nấp Bằng không muốn tìm được cũng không dễ dàng gì Thiên âm xá nữ không trả lời thẳng câu hỏi Ánh mắt phát lạnh <laughs> Hơ, nam nhân thay lòng đổi dạ Cả bọn không có ai tốt cả Thật là nhẹ nhàng cho hắn rồi Ta muốn phanh thay xé xác kẻ này hùng phách thì ném vào hát xà du để cho hắn cả đời phải chịu nỗi khổ nọc độc phệ hồn, đáng tiếc dương nhi lại vì kẻ này mà chết kim tiểu thoa tỏ vẻ phẫn nộ sắc mặt lạnh tựa băng sương thiên âm xá nữ nghe như vậy đôi mắt đẹp lóe lên trong đầu hiện lên ánh mắt nhiệt tình mà lại ứng chứa một tia cuộc cường nội tâm vì thế không khỏi mấy động kim tiểu thoa không chú ý tới biến hóa của thiên âm xá nữ tiếp tục nói nghe nói đệ tử duy nhất của dương nhi đang đối kháng man tộc ở tiền tuyến ta đã gặp qua nhà đầu đó rồi tính cách có chút giống với dân nhi sao người không mang nó đến chỗ an toàn đi ta đã từng muốn gọi con bé này trở về tông môn rồi chẳng qua tính cách của nàng quật cường không kém lam dân một mực giữ nguyên ý định ma luyện thực lực từ trong chém giết sinh tử thiên âm xá nữ bất đắc dĩ trả lời kim tiểu thoa nghe như vậy cũng chỉ có thể thở dài nhưng như vậy cũng tốt nếu không qua khảo nghiệm sinh tử làm sao có thể tinh tiến thực lực hai năm chém giết man tộc một ít đệ tử trẻ tuổi từ bảy phái của liên minh đã có tiến bộ thần tốc từ đó trồi lên không ít hạt giống tốt rồi thiên ngầm xá nữ chậm rãi nói ra nói như vậy cũng không phải là không có lý mà gần đây có vẻ như ngươi nhiệt tình hơn đối với những sự việc thế tục nha trước kia nào thấy ngươi để mắt tới tình hình của đám đệ tử trẻ tuổi đâu chứ con mắt kim tiểu thoa hiếp lại nói thêm sư phụ bị mãn thương đánh bị thương đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn ta cũng nên chia sẻ một chút gánh nặng với sư phụ người Thiên âm xá nữ lạnh nhạt trả lời Hả? Chỉ như vậy thôi sao? Tuyết nhi của ta luôn đặt mắt ở trên đầu Ta thật tò mò không biết tên đệ tử nào trong bảy đại phái Lọt giọng mắt xanh của ngươi Nói ta nghe thử xem Kim Tiểu Thoa ra vẻ tùy tiện mà hỏi Đại khái khoảng nửa năm trước Khi Tuyền Nhi còn ở tiền tuyến Có tham dự vào một nhiệm vụ tập kích cứ điểm man tộc Ta không an lòng nên đã đi tới Tại cứ điểm đó có một tên đệ tử Trong tông môn của ngươi Tên là Thạch Mục cả thực lực và lòng gan giả dạ, sáng suốt đều không tệ. Thiên âm xá nữ nghĩ nghĩ một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Thạch mục sao? Hình như ta đã từng nghe qua. Hình dạng của hắn như thế nào vậy? Kim tiểu thoa lộ ra thần sắc hứng thú rồi hỏi. Thân thể cao lớn, màu da hơi ngâm đen, dung mạo đoan chính, sử dụng đau pháp. À, hình như hắn cũng là một phù sư nữa. Thiên âm xá nữ nghe như vậy khẽ chớp mắt miêu tả, À, hóa ra là hắn hả? Ta nhớ ra rồi, ta cũng có chút ấn tượng về tinh thạch mục này. Lại nói nha, hắn có thể gia nhập hát ma môn của bọn ta là nhờ vào ta đó. Tuyết Nhi nè, à, hình như ngươi rất quan tâm tới hắn hả? Nếu không thì làm sao có thể nhớ kỹ một đệ tử tướng mạo bình thường như hắn được chứ? Kim Tiểu Thoa suy nghĩ một chút, vỗ tay, khẽ cười lên, nhưng mà ngay lập tức lại nhíu mày lại, không biết nhớ tới điều gì, nghi hoặc nhìn về phía thiên âm xá nữ. Chẳng qua ta cảm thấy tên này rất có tiềm lực, lại ở bên trong hát ma môn của ngươi, nên có ý tốt nhắc nhở người một tiếng mà thôi Thiên âm xá nữ không để ý tới sự khác thường Trong lời nói của Kim Tiểu Thoa Ngửa khí bình bình lên tiếng Bốn người lóe lên Thân hình Kim Tiểu Thoa xuất hiện trước mặt của thiên âm xá nữ Tuyết nhi Khi còn bé người đã đáp ứng ta Sẽ luôn ở bên cạnh ta mãi mãi không xa rời Dĩ nhiên không thích người khác đâu nha Kim Tiểu Thoa vừa nói Vừa nhìn thiên âm xá nữ Ánh mắt nóng bỏng Cánh tay đưa lên khuôn mặt trắng không tỳ vết của xá nữ Chuyện đó đều là khi còn nhỏ đùa vui Không phải là sự thật Sau này cũng đừng nhắc lại nữa Ta còn chuyện phải làm, đi trước đây Thiên âm xá nữ lùi lại đằng sau Tránh khỏi bàn tay của Kim Tiểu Thoa Sắc mặt lạnh nhạt nói một câu rồi lướt qua rời đi Kim Tiểu Thoa nhìn bóng lưng rời xa dần của thiên âm xá nữ Đứng bất động ở đấy một lúc Rồi đạp một phát xuống đất Hai ngọn núi trên người phập phùng Cô ngươi vũ mị hiện lên vẻ nguy hiểm vô cùng Một lát sau Thân sắc nàng hoàn toàn bình tĩnh lại nhìn không thấy dấu vết nét tức giận vừa nãy nữa ngược lại khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười hướng về bên trái đi tới thạch mục đi qua những con đường vắng vẻ đến đêm ngày thứ ba mới trực vật về tới một sân động bí ẩn trong lòng núi nơi này lớn hơn rất nhiều so với cứ điểm trước kia mà hắn ở là một căn cứ quan trọng của liên minh tại nhuế châu chỗ này tụ tập hơn trăm đệ tử đến từ bảy môn phái người đứng đầu là võ giả hậu thiên đại viên mãn của diệu âm tông danh hiệu hỏa đau thạch mục cộng thêm thân phượng là một phù sư nên hầu như tất cả mọi người ở đây đều nhận ra hắn không ít người chứng kiến hắn bị thương khắp người trở về đều lộ ra vẻ giật mình nhưng lại biết điều mà không có hỏi han cái gì cả lúc đi là một tiểu đội 20 người khi về chỉ còn một mình hắn thương thích đầy mình trở về chuyện gì xảy ra không cần nói cũng biết rồi lại có chuyện này không lâu sau, trong một gian phụng đá ở sâu trong sơn động có một giọng nói mang theo vài phần khiếp sợ, phẫn nộ vang lên. Người nói chuyện họ kim tên trần, bộ dáng chừng ba mươi mấy, tướng tá khôi ngô cao lớn, cơ bắp cuộn cuộn, so với man tộc cũng không kém hơn bao nhiêu. Gã đứng ở trước mặt của thành mục, thân hình cao lớn hơn hẳn một cái đầu. Việc này ta sẽ báo cáo chi tiết lại cho liên minh. Ngoài ra, thầy sư để ra, mang tin tức này trở về đã lại là lập công lớn rồi. Công huân ban thưởng cho sẽ nhiều hơn so với bình thường 10 điểm trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần ra ngoài nữa cứ ở lại đây tĩnh dưỡng thương thế cho tốt đi thành mục đáp ứng một tiếng nhận lấy lệnh bài thân phận từ tay đối phương liền lùi ra bên ngoài một lát sau trong một gian phòng đá khác thành mục đang khoanh chân ngồi trên bàn đá toàn thân đỏ rực vết thương bên ngoài đã không còn chảy máu nữa nhưng mà vẫn còn từng vết máu đỏ hồng chồng chéo lên nhau nhìn rất dữ tợn hắn lấy ra một cái áo giáp mềm từ trong đống quần áo rách nát dính đầy máu đen một tia đau lòng hiện ra trong mắt hai năm chém giết ở biên cảnh trải qua hơn trăm lần chiến đấu lớn nhỏ nhờ có cái áo giáp hộ thân này mà cứu hắn mấy lần công kích mạnh mẽ nhưng mà kim ti giáp cũng dần bị hư hỏng nhiều chỗ trận chiến ngày hôm nay dù còn kém lần tập kích khôi lương thực của đối phương gặp phải cường giả thiên thiên tông uyên nhưng cũng là một trong những trận chiến hung hiểm nhất rồi cái giáp này bị mấy tên manh nhân vây công đã bị hư hỏng quá nặng không còn dùng được nữa rồi thạch mục cười khổ một tiếng rồi ném kim ti giáp sang một bên lấy ra một cái lọ thuốc mỡ màu xanh bôi lên vết thương trên người lát sau những chỗ bị thương truyền đến một cảm giác mát lạnh khoan khoái đây là thứ khai nhi đặc biệt để lại cho hắn khi nhận được lệnh từ tông môn rồi đi nơi khác đối với ngoại thương do đau kiếm gây ra rất hữu dụng nhưng mà so với khả năng trị liệu của thuật pháp hệ mộc thì thực sự là không thể so sánh được hắn không khỏi có chút nhớ lại khi có nàng kề vai chiến đấu bên cạnh nếu có khai nhi ở đây thì những ngoại thương này sẽ có thể chữa trị rất nhanh căn bản không cần đến thứ thuốc trị thương này. Thạch Mục thở dài một tiếng, lắc đầu, chậm rãi vận chuyển chân khí trong người, phối hợp với dược liệu điều trị vết thương. Từ khi hắn ăn huyền tẩn huyết linh đan của thiên âm xá nữ, huyết mạch trong cơ thể lại thông suốt thêm vài phần. Không chỉ có lợi cho việc tu luyện bát nhã thiên tượng công, mà còn đẩy nhanh quá trình hồi phục ngoại thương trên cơ thể nữa. Cộng thêm khả năng bình phục kinh khủng của hắn nữa, thì chỉ mất khoảng 4-5 ngày là thương thế trên người đều có thể lạnh lặng 7-8 phần rồi trong lúc hắn không có việc gì lại nhàn rỗi luyện chế một đống phụ lục cấp thấp vì mấy ngày trước lúc bị mai phục thì hắn đã dùng gần hết phụ lục trên người để đột phá vùng vây rồi về phần luyện chế nguyệt quan hải đảm cần có loan đau đặc chế hắn đã nhờ triệu bình rèn cho một nhóm mới chẳng qua mấy ngày nay chiến sự liên miên khốc liệt nên không có cơ hội trở lại tông môn để lấy ngày hôm ấy khi thạch mục ở trong thạch thất của cứ điểm chăm chú cầm bút họa phù thì một tràng tiếng gõ cửa truyền đến hai đuôi lông mày của hắn nhướng lên mở cửa phòng ra sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vốn tưởng rằng người đến sẽ là một đệ tử nào đó để nhờ chế phù kết quả đứng ngoài cửa lại là thân hình khôi ngô của kim thần kim sư huynh sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ tiểu đệ vậy thạch mục mời kim thần vào trong phòng sau đó hỏi với vẻ hồ nghi ánh mắt kim thần quét thoáng qua khắp gian phòng của thạch mục rồi rơi xuống chỗ bàn đá trên đó có bày một cái sắp giấy vẽ phù lộn xộn còn có mấy thứ phụ mực, pháp bút nữa Cũng có cả mấy tấm phụ lục đã hoàn thành <laughs> Thật sư đệ thì là chăm chỉ à Trong lúc dưỡng thương cũng không hề nghỉ ngơi gì ha Kim thần cười ha ha một tiếng Cũng không lập tức nói rõ ý đồ mà gãi đến đây <laughs> Sư huynh nói đùa rồi Ta chỉ thấy dưỡng thương quá buồn Mới tiện tay luyện chế một ít phụ lục Chuẩn bị sẵn sàng có khi dùng đến mà thôi Thạch mục mỉm cười trả lời kim thần cầm mấy cái tấm phù lục mà thạch mục vừa luyện chế xông lên cẩn thận lực qua lực lại mà xem phù lục mà thạch sư để luyện chế có bút pháp trôi chảy linh lực tràn đầy xác suất thành công cực cao ngay cả một ít phụ sư linh giai cũng chưa chắc đã làm được nữa thật tiếc cho những người ở cứ điểm này không còn được hưởng cái phút này nữa rồi kim thần thở dài giọng có chút tiếc nuối kim sư huynh nói như vậy là có ý gì sắc mặt thạch mục khẽ nhúc nhích <laughs> cứ điểm của ta vừa rồi mới nhận được một điều lệnh từ liên minh là muốn điều động thạch sư đệ đến một cứ điểm dùng đông bắc ta vừa khéo không có việc gì nên tự mình đến đây đưa cho ngươi nè kim thượng ha ha cười lấy trong áo ra một cái ngọc giản đưa cho thạch mục thạch mục hơi giật mình nhận lấy ngọc giản bắt đầu nhập vào thần thức quả nhiên trong đó là một điều lệnh có ký tên liên minh yêu cầu hắn trong vòng 10 ngày phải đưa tin đến một cứ điểm bí mật ở huyện lăng sơn phía dưới còn kèm một cái tấm bản đồ chỉ rõ vị trí của cứ điểm này thành mục xem xong trong lòng cảm thấy vui vẻ nhìn trên bản đồ thì thấy cứ điểm này có thể coi như là nằm ở vùng hậu phương cách chiến trường ở tiền phương này một khoảng cực xa xem như an toàn hơn rất nhiều rồi mặc dù trong ngọc giảng không có nói rõ lý do điều động hắn có điều có thể được đổi sang hậu phương thì quá nữa là không phải chuyện xấu gì rồi làm phiền kim sư huynh rồi tiểu đệ tự nhiên tuân theo điều động của liên minh nội trong hai ngày nữa sẽ lên đường thành mục cất ngột giảng đi chắp tay nói ừ, trước lúc đi kim mẫu hy vọng thạch sư đệ có thể giúp cho ta một chuyện nhỏ nghe. kim thần lộ ra vẻ khó xử chừng chờ một chút rồi nói kim sư huynh có chuyện gì thì cứ nói đi đừng ngại nếu là chuyện mà đệ có khả năng làm thì nhất định sẽ cống hiến sức lực thành mục đáp chẳng hề do dự được kim mẫu tại đây xin thay mặt cho những người khác trong cứ điểm này đa tại sư đệ trước nghe. Thạch sư đệ cũng biết rồi đó hiện tại chiến cuộc tại tiền tuyến cực kỳ căng thẳng nhu cầu về phù lục khá lớn nữa kim mẫu hy vọng thạch sư đệ có thể luyện chế thêm một ít phù lục nữa vốn dĩ ta định đợi sư đệ chữa thương xong rồi mới nói tới việc này nhưng mà hiện tại xem ra nếu mà không nói ngay thì sợ là không kịp nữa rồi danh sách phù lục và tài liệu ta đều đã mang đến rồi Vì phần điểm công huân sẽ nhiều hơn so với trước kia năm phần kim thần chắp tay sau đó lấy từ trong áo ra một cái miếng ngọc giản một sắp giấy vẽ phù còn có mấy cái miếng linh thạch đủ mọi màu sắc cùng đặt lên trên bàn đá. <laughs> Nếu là chuyện này thì sư huynh cứ yên tâm đi, thạch mục nhất định sẽ không làm nhục sứ mạng đâu. Thạch mục cười cười vui vẻ đáp ứng. Đối với cái vị thủ lĩnh bình thường hành sự trầm ổn và quang minh chính đại này, hắn vẫn có ít nhiều hảo cảm. Cộng thêm việc gia tăng ban thưởng công huân lại còn liên quan đến thuộc chế phù, tất nhiên hắn sẽ không cự tuyệt. Kim thượng nghe như vậy tất nhiên là mừng rỡ cực kỳ mà thật lòng cảm tạ, cũng thức thời lập tức cáo từ. Mười ngày sau, sâu trong dãy huyền lăng sơn, dưới chân một ngọn núi cao mấy ngàn trượng cực kỳ hiểm trở, một thanh niên mặc áo ngắn màu đen, dáng người cao lớn khôi ngô đang đứng trên một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn khắp chung quanh, nhíu mày. Người này chính là Thạch Mục. Hắn căn cứ theo bản đồ trong ngọc giảng mà tìm đến nơi này, có điều hắn đi vòng vo một hồi xung quanh chỗ này mãi rồi mà vẫn không có người ra nghênh tiếp. Cửa vào cứ điểm này hắn cũng đã bị trận pháp che giấu rồi, chẳng lẽ là muốn để tự mình tìm kiếm sao? Thạch Mục cảm thấy không biết phải nói gì. Tu vi của hắn ở con đường trận pháp còn nông cạn, muốn nhìn thấu một trận pháp huyền thuật cũng không phải chuyện dễ dàng. Có điều hắn cũng không phải là hoàn toàn bó tay. Thạch Mục nhảy từ trên tảng đá xuống, hai mắt hiếp lại, còn người lóe lên đổi sang màu vàng ống ánh, quét qua mặt đất ở chung quanh. Sau một lát, hắn ngồi sớm xuống một đống cành khô trên đồng cỏ, trên mặt đất thấp thoáng một cái dấu chân mờ mờ, hẳn là đã có từ lâu hoặc là bị nước mưa xối mòn, gần như nhìn không ra nữa. Thạch Mục cười khẽ một tiếng. Dấu chân này mặc dù mờ, lại chạy không thoát khỏi linh mục của hắn. Đối với hắn lúc nãy thì dấu chân này không khác gì dấu vết do một con voi khổng lồ hung hăng dẫm lên mặt đất, để lại dấu vết cực lớn và rõ ràng vô cùng. Thạch Mục đứng lên, đi dọc theo dấu chân này, đi về phía trước tìm tội. Phía trước cũng có lẽ tẻ vết chân người đi qua. Mặc dù dấu vết lưu lại trên núi đá hoặc mặt đất rắn rất là nông và mờ, có khi không tài nào phân biệt rõ, nhưng mà dù sao cũng rất nhanh chóng tìm thấy hướng di chuyển, cứ như vậy một đường đuổi theo. Càng đi về phía trước, dấu vết để lại càng rõ ràng, hơn nữa đều đi về một phía. Trong lòng thạch mục lại càng thêm an tâm khẳng định. Sau một lát, hắn đã đứng ngay ở phía trước vách núi, tất cả dấu vết đều đến đây đã biến mất. Kim quang trong mắt tán đi, hắn cẩn thận quan sát bờ đá trước mắt, nhẹ tay khẽ chạm thử lên đó, thì bất thình lình lọt thẳng vào trong. Thạch Mục khẽ gật đầu thu tay về. Lúc này Thạch Bích lóe lên bạch quang rồi nứt ra một cái lỗ hổng. Một gã nam tử áo lục đang đứng trước cửa vào. Ngươi lại Thạch Mục của Hắc Ma Môn hả? Hoan nghênh tiến vào thử sao? Tại hạ là Thanh Phong đến từ Diệu Âm Tông. Nam tử áo lục cười nhìn Thạch Mục rồi nói: Chính là Thạch Mũ làm phiền Thanh sư huynh rồi. Thạch Mục lấy từ trong lòng ra một cái miếng lệnh bài chứng minh thân phận của Liên Minh và cái ngọc giản điều lệnh kia. Vào đi, Thành Phong không đưa tay nhận lấy mà tránh người sang một bên ý bảo Thạch Mục đi vào. Thạch Mục thấy như vậy cũng không tỏ ra vẻ gì, cất kỹ cái lệnh bài cùng Ngọc Giảng rồi cất bước tiến đến. Sau một khắc, hắn cảm thấy trước mặt ánh sáng lóe lên, người đã đứng trong một cái hành lang rộng rãi đi thông dưới mặt đất, nằm từ áo lục thì đứng sống vai bên cạnh. Thạch mục ngưng mắt nhìn nhưng mà chỉ thấy phía trước tối ôm, không biết kéo dài bao xa. <laughs> thạch sư đệ có thể tự mình tìm được nơi này Quả nhiên bất phàm Không hổ là người mà kim trưởng lão ra sức đề cử thế Thanh Phong ha hả cười Nói Đề cử? Kim trưởng lão hả? Thành Mục khẽ giật mình Chừng đang bước phải ngừng lại Thanh Phong thấy vẻ mặt của Thành Mục thì cũng dừng lại Ngạc nhiên hỏi Sao vậy? Chẳng lẽ thạch sư đệ vẫn chưa biết đây là đâu hả? Đúng vậy Chẳng qua là tại hạ nhận được điều lệnh của liên minh Nói phải tới cứ điểm này mà thôi còn những chuyện khác như tới đây để làm cái gì Thì tại hạ hoàn toàn mù tịch Thành mục thành thực đáp Xem ra thành sư đệ không biết rồi Được rồi, ta nói sợ qua với người một chút vậy Kỳ thực nơi này cũng không phải là một cứ điểm bình thường đâu Mà nó là một cứ điểm chế phụ của liên minh đó Thanh Phong có chút kinh ngạc nhìn thành mục vài lần Sau một hồi mới từ từ nói ra Cứ điểm chế phụ hả? Thành mục nghe như vậy thoáng sửng sốt Ừ, tình hình chiến đấu gần đây diễn ra với xu thế nhanh vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng lớn đối với phù lục cấp thấp, liên minh đã gom những phù sư tinh anh trong các phái lại với nhau, tạm thời hợp thành căn cứ chế phụ ở nơi đây. Thiên phú chế phụ của Thạch sư đệ đã được một ít cao tầng biết được rồi, lại còn do Kim tiểu thoa trưởng lão ra sức đề cử, cho nên mới điều ngươi tới chỗ này đó. Thành Phong ở một bên vừa dẫn đường vừa nói. Thạch Mục nghe như vậy nhướng mày. Hắn và Kim Tiểu Thoa mới chỉ gặp nhau một lần lúc nhập môn, sau đó không còn nhìn thấy nữa một trưởng lão thiên thiên như vậy chú ý tới không biết là họa hay là phúc đây trong lòng thành một ý nghĩ nổi sống trầm mặc đi theo thanh phong hai người đi được khoảng nửa khắc tới cuối thông đạo một cái cửa đá xuất hiện đằng trước thanh phong lấy ra một khối bạch ngọc to cỡ bàn tay phía trên có khắc họa vài đạo phù văn khối ngọc sáng lên một đạo bạch quang bay ra chui vào cửa đá kèn két một tiếng cửa đá chậm rãi mở sang hai bên lộ rõ cảnh tượng ở bên trong một đại sảnh rộng trăm trượng xuất hiện ở trước mặt thạch mục hơn trăm người ở bên trong đi qua đi lại thỉnh thoảng có linh khí bảo quang phóng lên trời không gian đại sảnh chứa từng cái lò đan bình thường phía dưới lửa cháy hừng hực bên cạnh từng lò đan đều có tầm hai ba người túc trực thỉnh thoảng bỏ vào trong lò các loại khoáng thạch tài liệu thậm chí là gia thú và xương thú nữa thạch mục nhận ra những cái bếp lò này chúng không phải lò luyện đan mà là lò chí phù một gã đại hán thủ lô đang nghiêng lò đổ từ trong ra một ít chất lỏng sền sệt màu xanh cẩn thận cho vào mấy cái khuôn đúc hình vuông đặt ở một bên cạnh chất lỏng nhanh chóng nguội lạnh chỉ chốc lát liền ngưng kết thành một cái tấm phù chỉ mới tinh màu xanh được một gã bên cạnh cẩn thận thu lấy trong đại sảnh có khoảng chừng bốn năm mươi cái bếp lò liên tục sản xuất ra từng tấm phù chỉ đặc biệt đi thôi nằm từ áo lục đứng lại cho thạch mục nhìn một thoáng rồi mới cất bước đi về hướng khác của đại sảnh. Những gã tạp dịch thủ lưu chí phụ trong đại sảnh này có chút kính sợ thanh phung, nhau nhau hành lễ với gã, còn đối với thạch mục ở đằng sau thì nhìn tới với ánh mắt tò mò. Thanh phong không thèm để ý đến mấy người này chút nào, rất nhanh mang theo thạch mục xuyên qua đại sảnh, tiến đến một thông đạo thật dài nữa. Một lát sau, hai người lại đi vào một tòa cửa đá to lớn khác. Đại sảnh vừa rồi, chẳng qua là địa phương để cho một ít công nô chế biến phụ chỉ mà thôi, nơi đấy mới là đại sảnh chế phụ dành cho phụ sư tinh anh của các phái nè ngươi là người mới có thể thường xuyên thỉnh giáo những người khác một chút đó thành phong nói xong liền lật tay lấy cái miếng bạch ngọc kia ra một đạo bạch quang chui vào cửa đá nó từ từ mở ra trong cửa là một đại sảnh hơi lớn đỉnh sảnh của hình cung cứ cách mấy trượng là có một cái đèn treo màu trắng rủ xuống tỏa ra ánh sáng màu ngà sữa soi rõ cả gian đại sảnh trong đại sảnh bày nguyên một cái đám bàn đá rộng lớn bên trên đặt đủ các loại phù chỉ pháp bút pháp mực có khoảng hai ba mươi cái bàn đá như vậy hầu như bên cạnh mỗi cái bàn đá đều đã ngồi một người có người thì đang bận rộn vẽ phù lục cũng có người thì tụ thành từng nhóm nhỏ giọng thảo luận gì đó xung quanh còn có mấy gian phòng đơn độc trừ một gian giáp với lối ra thì mấy phòng khác đều đóng kín cửa ở một bên đại sảnh có một cái tấm ngọc bích cực lớn dựng đứng phía trên hiện lên hàng hàng chữ thể dường như là từng cái nhiệm vụ chế phụ được ghi trên đó. Đa số mọi người chứng kiến hai người bọn họ đi vào cũng chỉ lướt nhìn một chút thôi. Ngẫu nhiên có vài người nhẹ gật đầu với Thanh Phong rồi tiếp tục công việc của mình. Thanh Sư Huynh, nhiệm vụ mà Phương Thượng Sư phân công ba ngày trước đã hoàn thành được hơn 6 phần 10 rồi. Có điều đồng sư đệ của Thiên Âm Tông hôm nay trạng thái không tốt lắm. Chế phụ liên tục gặp sai sót, chỉ sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ được. Người xem có phải cần điều chỉnh lại một chút hay không đây? Một thiếu niên mặc áo bào màu lam bước nhanh lại đây, vừa đi vừa nói. Thành Phong tỏ ra vẻ trầm ngâm, lập tức gật đầu nói: "Đi rồi, việc này bọn ta sẽ sắp xếp." Nói xong, trên mặt gã lộ ra vẻ tươi cười, chỉ thạch mục ở một bên. <laughs> đến làm quen một cái ha. Vị này là sư đệ thạch mục đến từ Hắc Ma Môn, từ giờ sẽ gia nhập cùng chúng ta. như vậy thì áp lực của mọi người ở đây cũng có thể giảm nhẹ một chút rồi. Thiếu niên mặc áo bào màu lam kia khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía thạch mục thì sắc mặt lập tức biến đổi thạch mục là ngươi trên mặt thiếu niên mà áo bào màu lam tràn đầy vẻ kinh ngạc ngươi là phùng ly sau khi thạch mục nhìn rõ mặt của đối phương thì cũng cả kinh thiếu niên mà áo bào màu lam này quả thực đúng là phùng ly của hát hồ hội ở Phung thành năm xưa có điều thoạt trong bộ dạng trẻ hơn trước kia đến hơn 10 tuổi hả hai người các ngươi quen nhau hả thành phong có chút ngạc nhiên Đúng vậy, ta với thạch huynh đệ này là đồng hương, từng có duyên gặp mặt mấy lần đó. Vẻ hoảng loạn trong mắt Phụng Ly lóe lên rồi biến mất, y vội vàng lên tiếng. Thì ra là như vậy hả? Người mau đi trước đi, ta dẫn thạch sư đệ đến gặp phương thượng sư trước cái đã. Sau này có rất nhiều cơ hội để các ngươi hàng huyên chuyện cũ. Thanh Phong không hỏi nhiều mà chỉ nói như vậy. Thành một mặt dù trên mặt có mang vẻ tươi cười nhưng mà trong lòng cũng có suy nghĩ khác. Vẻ hoảng loạn trên mặt Phụng Ly vừa rồi mặc dù lóe lên tức thì nhưng vẫn bị hắn bắt gặp được Phùng Ly lên tiếng đáp ứng, gật đầu với Thạch Mục một cái rồi lập tức quay người rời đi. Đi theo ta. Thành Phùng nói với Thạch Mục một câu rồi đi vào một con đường. Thạch Mục nhìn thoáng qua bóng lưng của Phùng Ly rồi rảo bước theo sau. Chế phụ cho liên minh ở chỗ này thì không cần mạo hiểm chém giết như đệ tử ngoài tiền tuyến. Điểm công huân giành được nhờ chế phụ cũng vô cùng hậu hĩnh nữa. Chẳng qua nhiệm vụ ở chỗ này cũng không phải nhàn nhã nhẹ nhàng gì. Ngươi cũng thấy rồi đó, Mọi người ở chỗ này ai cũng bận rộn cực kỳ, bởi vì các nhiệm vụ được phân công đến tay từng người phải được hoàn thành trong một thời gian nhất định, không cần biết là ai, chỉ cần một lần không hoàn thành nhiệm vụ được phân công thì sẽ bị mất quyền lợi ở lại chỗ này ngay và bị điều đến những cứ điểm tiếp theo ở tiền phương chấp hành những cái nhiệm vụ nguy hiểm kia. Thanh Phong vừa đi vừa cảnh báo. Đại Tạ Sư huynh nhắc nhở. Thành Mục ngược lại không lo lắng đến chuyện này, nhưng vẫn gật đầu đáp lời. Ghi cũng không cần lo lắng đâu Số lượng phù sư trong cứ điểm tương đối ít ỏi Các loại phù lục làm ra đều là cung không đủ cầu Chỉ cần không phạm phải sai lầm quá lớn gì Thì cho dù thỉnh thoảng có nhiệm vụ không kịp hoàn thành đi chăng nữa Thì bọn ta cũng sẽ giúp đỡ một tay đó mà Thanh Phong dường như cảm thấy mình nói quá mức nghiêm túc Nên vừa cười vừa an ủi một câu Sau một lát Hai người đã đi tới một đại sảnh ở tận đầu bên kia Đại sảnh chỗ này tựa hồ như là một sảnh tiếp khách Bày biển đơn giản Chỉ có mấy cái bàn ở giữa sảnh có một cái đài cao ngồi trên ghế chủ tọa là một lão già tóc trắng mặc lục bào bên cạnh lão giả còn bày ra một cái ghế một thiếu nữ mặc áo bào màu vàng ngồi trên ghế với vẻ lười nhác nàng này khuôn mặt tinh xảo thanh thuần dáng người mỹ hoặc vô cùng đặc biệt là cặp nhũ phong cao ngất trước ngực chỉ có thể nói là kinh tâm động phách trên người nàng này luôn tỏa ra một loại mỹ ý câu người phong tình vạn chủng chính là kim tiểu thoa Thạch Mục đi vào đại sảnh, đặc biệt khi nhìn thấy Kim Tiểu Thoa trên đại cao thì sắc mặt nhất thời hiện lên vẻ giật mình. Mặc dù là theo lời của Thanh Phong cũng biết được là nàng này tiến cử mình, nhưng mà cũng không ngờ được là giờ phút này nàng ta cũng sợ ở đây. Kim Tiểu Thoa thấy Thạch Mục đi vào, cặp mắt đẹp mị hoặc sáng người, thông thả ngồi thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn lại, trong mắt lóe lên sắc xanh biếc. Sắc mặt Thạch Mục hơi đổi, lông tơ trên người dựng hết cả dậy, phản phức như là bị độc xài nhìn chầm chầm trong nội tâm mãnh liệt báo động. Có điều chỉ sau một khắc, loại cảm giác khác thường kia đã biến mất tâm trong nháy mắt, dường như vừa rồi là ảo giác của hắn vậy. Thạch Mục nhìn thoáng qua Kim Tiểu Thoa, chỉ thấy trên đại cao kia, nàng này dùng vẻ mặt ung hòa nhìn mình, trong đôi mắt đẹp kia chẳng hề có chút khác thường nào. Trong mắt của hắn thoáng có một tia nghi hoặc, không dám nhìn nhiều, lập tức dời mắt, lại nhìn về phía lão già tóc trắng, trong lòng cảm thấy hơi rét lạnh. Khí tức trên người của lão già cũng thâm trầm và đầy áp lực, hiển nhiên không thể đứng dưới bất cứ vị tiên thiên nào mà hắn đã từng gặp trước kia. Mơ hồ thấy được cảm giác không khác lắm so với vị tinh giai thuộc sĩ của Hắc Ma Môn là tạ sư mà hắn đã từng gặp một lần. Thạch Mục chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thu tầm mắt về, cúi đầu. Người này tất nhiên chính là Phương Thượng Sư trong miệng của Thanh Phong, chính là vị tinh giai thuộc sĩ tọa trấn chủ này. Phương Thượng Sư, Thạch Mục của Hắc Ma Môn đã được dẫn đến rồi. Thanh Phong cực kỳ cung kính với lão giả, không người hành lễ. Thạch Mục cũng bắt trước hành lễ. Không cần ra lễ đâu, đứng dậy đi. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt lên tiếng. Hai người nghe nói như vậy thì đứng dậy. Ánh mắt của lão già nhìn về phía Thạch Mục, đánh giá sơ qua một cái, gực gực đồ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kim Tiểu Thoa bên cạnh, nói Người xem ra đây chính là người mà Kim Sư Mũi giới thiệu rồi. Không thể, pháp lực rất tinh thuần thâm hậu. Nếu như trình độ chế phụ thực sự cũng cao minh như trong lời đồn vậy thì chắc không có vấn đề lớn gì rồi phương sư huynh quá khen rồi tại trước kia cũng từng quen biết với đệ tử này khi ấy đã cảm thấy hắn khác so với những người còn lại gần đây nghe nói hắn học được chế phù liền khuyên hắn đến chỗ này của ngươi chăm chỉ rèn luyện một hồi kim tiểu thoa hé miệng cười thạch mục nghe thấy lời ấy trên mặt xẹt qua một tiên ngạc nhiên thanh phong bên cạnh thấy như vậy cũng lộ ra chút ngạc nhiên nếu như không có vấn đề Thì Thanh Phong nào Ngươi dẫn thạch sương chất đi lĩnh một ngọc phù ra vào cấm chế Sau đó dọn dẹp lại dân thạch thức Gắn cái biển chữ khung kia một chút đi Từ giờ cứ để thạch sương chất làm việc ở đó đi Lão giả tóc trắng gật gật đầu vài cái Rồi cũng không nói thêm cái gì với Kim Tiểu Thoa nữa Mà trực tiếp ra lệnh cho Thanh Phong Thanh Phong nghe xong thì sắc mặt hơi biến Có chút kinh dị liếc mắt nhìn thạch mục một cái Khóe miệng hơi nhúc nhích một chút Sau đó mới lên tiếng đáp lời Thạch sư chất nè, chỉ cần ngươi chăm chỉ cố gắng ở đây, đến khi trình độ chí phù tiến cao thêm một bước nữa, thì sau này ta nhất định sẽ tự mình thỉnh cầu với tông môn, trực tiếp thăng ngươi làm đệ tử nội môn. Kim Tiểu Thoa lúc này vẻ mặt ung hòa, vui vẻ tươi tỉnh, nói với Thạch Mục. Thạch Mục trong miệng đáp vâng, nhưng mà trong nội tâm đã có vô số ý niệm quấn quít lấy nhau. Dạ, đa tạ Kim trưởng lão chỉ điểm, đệ tử nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người. Trong lòng hắn đủ mọi ý nghĩ đang xoay chuyển liên tục, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ cảm kích. Hồi đó rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Lão giả tóc trắng vẫy tay, nói. Hai người bọn thạch mục hành lễ xong thì xoay người đi ra ngoài. Phía sau lưng thạch mục dường như có một ánh mắt đang nhìn vào mơ hồ, cho hắn cảm giác như là kim châm vào lưng. Nhất thời hắn rảo nhanh bước chân, đi ra đại sảnh, thì cái loại cảm giác ấy mới biến mất, không khỏi thả lỏng toàn thân. Hắn xoay người nhìn vào cái cửa đá đóng chặt, ánh mắt chớp động ghi nhớ lại rồi mới mang một bụng nghi hoặc đi theo thanh phong ra bên ngoài thạch sư đệ không thể ngờ là phương thượng sư lại coi trọng ngươi như vậy nha lại phân cho ngươi một gian thạch thức riêng như vậy trên đường thanh phong dùng giọng điệu hâm mộ mà rằng hả thạch thức riêng biệt ở đây hiếm lắm hả thạch mục hơi không hiểu đương nhiên là vậy rồi vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó phù sư ở đây đều là chế phù lục ở chỗ đại sảnh vừa rồi có điều như vậy sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi mọi thứ bên ngoài Vì phần thạch thức riêng biệt thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi Mà trong mỗi gian thạch thức riêng biệt đều được trang bị đầy đủ Trong đó còn được chính phương trưởng lão tự tay bố trí một loại pháp trận quy nguyên Có ưu điểm là tăng nhanh tốc độ khôi phục pháp lực với tĩnh tâm Cả cứ điểm này thạch thức riêng biệt chỉ có mỗi bốn gian thôi Giống là do phương thượng sư cùng với ba phụ sư linh giai khác trong cứ điểm dùng đó có điều nửa tháng trước một thuộc sĩ linh giai của thiên âm tông ở phòng chữ khung kia bị điều đi chỗ đó mới còn trống đó Thành Phong nói. Thạch Mục thông thả gật gật đồ, trên khuôn mặt cũng không tỏ vẻ vui mừng bao nhiêu. Thạch sư đệ nè, ở trong cứ điểm này, việc được phân một cái thạch thức độc lập cũng là tượng trưng cho một loại thân phận. Người dựa đến đây đã vào thạch thức riêng ở, những người khác chỉ sợ sẽ không phục, người phải chú ý một chút nha. Đa tạ thanh sư huynh đã chỉ điểm. Thạch Mục chấp tay cảm ơn một tiếng, Thành Phong mỉm cười, không hỏi gì thêm, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc đó, trong sảnh tiếp khách, Hồn kiếm sư mũi nào Tao đã làm theo yêu cầu của ngươi rồi Còn ngươi đừng có quên đã hứa với ta cái gì đó Lão giả tóc trắng lắc đầu Nói với giọng hơi bất đắc dĩ Ngươi yên tâm đi Sư mũi đã đáp ứng với ngươi Tất nhiên sẽ giữ chữ tính rồi Kim Tiểu Thoa đứng thẳng dậy Cười hì hì mà nói À mà nào Thạch bục này thật sự có chỗ đặc biệt gì chứ Lại để cho ngươi phải tự mình ra mặt Chuyện này cũng không giống với tính cách của ngươi à Lão giả tóc trắng liếc kim tiểu thoa rồi hiếu kỳ hỏi. Ngươi thật sự muốn biết sao? Cặp mắt của kim tiểu thoa chợt lóe lên, xoay người, khóe miệng lộ ra vẻ vui vẻ tà mị. Chuyện này... thôi bỏ đi. Những chuyện riêng thư cùng ham mê cổ quái của ngươi ta cũng không muốn để ý nữa. Có điều ta vẫn phải cảnh cáo ngươi, đừng có động vào kha nhi. Lão giả tóc trắng nhìn thấy nụ cười của kim tiểu thoa, thì cặp lông mi trắng hơi rung lên một chút, lập tức đổi chủ đề, nói với vẻ tương đối nghiêm túc. <laughs> Ta đợt trước chỉ đi tìm nàng hỏi mấy việc mà thôi, hơn nữa chẳng phải không thấy cái gì sao, người lo lắng cái gì chứ. Kim Tiểu Thoa tự nhiên cười nói, toàn thân nhất thời tỏ ra vẻ mị hoặc vạn vừng. Hận nào đầu kia có năng lực cảm ứng nguyên tố một năm độ là đệ tử thiên tài trăm năm khó gặp của bản môn. Người nếu có ý nghĩ gì đâu chứ nó, đừng có trách ta thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một trận đó. Lão giả tóc trắng hừ một tiếng rồi nói. Kim Tiểu Thoa cười khẽ hai tiếng, hiển nhiên không hề để mấy lời của lão giả tóc trắng nói trong lòng. Vào thời khắc này, bên ngoài sảnh chợt truyền đến tiếng ầm ĩ mơ hồ. Cặp lông mi trắng của Phương Thượng Sư nhíu chặt lại, đứng dậy đi về phía cửa. Con mắt của Kim Tiểu Thoa chuyển một cái, giống như đã dự đoán từ trước, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ, gót sen nhẹ bước đi theo. Hai người rất nhanh đã đến chỗ đại sảnh chế phù đang truyền ra tiếng huyên náo kia. Giữa phút này hơn 20 tên phù sư trong phòng đang vây lại thành một vùng không ngừng bàn tán. Mọi người thấy hai người phương thượng sư cùng Kim Tiểu Thoa đi tới đây thì vội vàng tránh sang một bên nhượng lối. Đa số tiếng bàn tán cũng im bặt dừng lại. Chỉ có một người còn không chú ý đến việc hai người họ đã tới, mặt mũi vẫn tràn đầy phẫn nộ mà lớn tiếng thét lên. Nói tóm lại, một kẻ mới đến như ngươi lại được vào gian thạch thất chữ khôn hả? mẫu là ta đây sẽ là kẻ đầu tiên không đồng ý giữa dòng cái gì mà một kẻ mới toe như ngươi lại có thể có thạch thất riêng biệt chứ những người khác lại càng không phục thạch mục vẫn đứng thẳng tắp ở đối diện nghe lời này mà vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh dị thường dù có nước miếng của đối phương có sắp phun lên mặt của mình thì khuôn mặt ấy vẫn không chút thay đổi đến khi nhận ra những người xung quanh không ai hưởng ứng lại thấy phương thượng sư cùng kim tiểu thoa đang tiến lại nam tử đầu trọc gây huyên náo lập tức hậm hực ngậm miệng lại Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi đều hoàn thành nhiệm vụ rồi hay sao? Mà lại rảnh tay ở đây cãi lộn nhẫm như vậy? Phương Thượng Sư cất giọng uy nghiêm. Phương Thượng Sư, chuyện là như vậy. Thanh Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ, bước nhanh đến bên cạnh Phương Thượng Sư rồi thấp giọng kể rõ sự tình. Thì ra bởi vì thạch mục vừa tới cứ điểm đã được ưu đãi phân công đến cái thạch thức chữ khung. Những phụ sư khác đều cảm thấy vô cùng bất mãn. Trong đó, nam tử đầu trọc là người phản ứng mạnh nhất mới dẫn đầu gây nên cái trận bạo động này. Phương Thượng Sư nghe đến đây bèn quay đầu liếc nhìn Kim Tiểu Thoa, chỉ thấy nàng ta cười mỉm thờ ơ đứng nhìn, giống như bản thân không hề liên quan. Không mến ngươi có điều gì dễ nghĩ với quyết định của ta sao? Cảm thấy thạch bột không đủ tư cách sử dụng thạch thất chứ không đúng không? Phương Thượng Sư trầm mặt rồi nói. Đệ tử không dám, chỉ là thạch sư đệ vừa mới đến cứ điểm Còn chưa cống hiến cái gì Đã nhận được đại ngộ tốt nhất rồi dù cho các sư huynh đệ khác không dám nói ra Nhưng mà trong lòng đều cảm thấy không phục Nam tử đầu trọc khẽ khơm người đáp lời Người này cao gầy So với thạch mục còn vượt hơn nửa cái đầu Dùng mạo bình thường không có gì lạ Vừa nói vừa liếc gườm thạch mục Ánh mắt mang một cổ ngạo khí Cẩm bầu tím biết ở trên người của gã là y phục Và trang sức của đệ tử âm phù cung Đến từ nước đại hoàng Trong hàng ngũ bảy phái âm phù cung không thể tính là quá cường đại Nhưng lại nổi tiếng trên lĩnh vực phù lục cùng trận pháp được xưng tụng là đứng đầu bảy phái trong lĩnh vực chế tác phụ lục bên trong cứ điểm này đệ tử của môn phái này cũng đã chiếm hơn một phần ba tổng số phương thượng sư từ từ quan sát những đệ tử có mặt đương trường bọn họ đều đồng loạt cúi đầu nhưng mảnh nét mặt quả thực là hiện lên một chút không cam lòng xem ra việc thạch mục vừa mới đến đã chiếm cứ thạch thức riêng biệt đã phạm vào một ít kiên kỵ của chúng nhân rồi điều này khiến cho phương thượng sư cũng phải nhướng mày đúng lúc này nam tử đầu tộc chợt lên tiếng phá tan sự im lặng Thượng sư, tại hạ có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Cứ nói, đừng nói. Phương thượng sư mà không biểu tình. Hiện nay nhiệm vụ liên minh ngày càng cấp bách, thạch thất chữ khôn kia để không như vậy quả thật là không ổn, không bằng giao cho người có năng lực xuất chúng trong lĩnh vực chế tác phù lục sử dụng. Nếu như mà thạch sư đệ có thể khiến cho chúng đệ tử tâm phục khẩu phục, thì mọi người cũng không dám dị nghĩ gì thêm. Nam tử đầu trọng nghe như vậy trong lòng có vài phần tự tin bèn nói thẳng. Phương thượng sư nhíu mày, thoạt nhìn có chút khó xử. Với thân phận và địa vị của lão, nếu như bắt buộc mọi người thi hành, tin rằng cũng không ai dám dị nghị gì thêm. Nhưng làm như vậy thì thực sự không khỏi mất công bằng, khiến cho những phụ sư nơi đây trở nên tâm trò khí lạnh. Phương thượng sư bèn quay đầu nhìn sang Kim Tiểu Thoa như muốn hỏi ý kiến, nhưng cô gái này chỉ đơn giản mỉm cười, giống như không hề nhìn ra ánh mắt của lão cứ điểm có nhiều người như vậy trong các thuật sĩ học đồ tạo nghệ phù lục của không minh ngươi có lẽ cao nhất rồi nếu đã như vậy ngươi hãy cùng thạch mục tỷ thí một chút đi người thắng sẽ có quyền sử dụng thạch thất chữ khung này phương thượng sư thầm mắng kim tiểu thoa một câu tiểu hồ ly rồi như là không còn cách nào khác bèn cao giọng tuyên bố nam tử đầu trọc nghe như vậy lập tức đại hỉ vội vàng lên tiếng tạ ơn rồi mang ánh mắt khiêu khích nhìn về phía của thạch mục ngạo nghễ nói ra vậy ta và ngươi lấy thời gian một canh giờ làm hạn định ai luyện chế được nhiều khinh thân phụ hơn sẽ là người chiến thắng sao nam tử đầu trọc đề nghị không chút khách khí mọi người chung quanh ồ lên một tiếng rồi đồng loạt nhẹ giọng bàn tán phần lớn đều nhanh chóng nhìn về phía họ thạch chờ đợi câu trả lời của hắn trong lòng bọn họ hiểu rõ khâu minh vốn là thuộc sĩ phong hành khinh thân phụ mặc dù khó luyện nhưng lại chính là phù chú sở trường của gã phùng ly lúc này đứng ở trong đám đông lắc đầu ra hiệu cho thạch mục được rồi quyết định như vậy đi thạch mục lại dường như không hề để ý hành động của phùng ly giống như cười mà không phải cười nhìn lại nam tử đầu độc, sau đó gật đầu đồng ý hết tập mười của bộ truyện huyền giới chi môn cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lát